Xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh chị và cô chú một loại thực phẩm đang rất là được yêu thích và có lợi cho sức khỏe, đó là trà hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc thì không những được ứng dụng vào mình làm các loại trà, các đồ uống mà còn là một cái màu hoa mà người ta lấy màu để người ta làm những cái món ăn rất là đẹp mắt. Hoa thì rất là dễ trồng và có quanh năm. Ở đây thì em đã chuẩn bị cái hoa đậu biếc nhà trồng được này các anh chị. Cái hoa này trồng thì nó rất là dễ ra thôi, nên là mình có thể trồng và mình dùng hàng ngày. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh chị và cô chú những cái công dụng của hoa đậu biếc, cũng như những cái lưu ý để mình sử dụng hiệu quả và nó không trở thành độc tố. Khi mà mình không biết sử dụng thì nó sẽ trở thành cái mối nguy hại cho sức khỏe của bản thân. Hôm nay thì mình sẽ, đầu tiên em sẽ pha trà. Liều lượng để mình pha một ly trà thì mình sẽ dùng khoảng 3 bông hoa. Em đã rửa sạch rồi nha các cô chú và anh chị. Mình pha trà hoa đậu biếc thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần rửa sạch hoa. Nước thì mình sẽ dùng nước sôi khoảng 70 độ. Nhiệt độ 70 độ là nhiệt độ lý tưởng để mình pha trà hoa đậu biếc nha các anh chị. Nên là mình pha đúng cái nhiệt độ thì cái trà của mình nó sẽ tốt cho sức khỏe nhất. Các anh chị và cô chú ơi, sau khi em pha được chừng khoảng 10 phút thì cái trà của mình nó đã hoàn thành rồi. Cái phần hoa nó đã ra hết cái phần màu của trên cái bông hoa và mình chỉ cần vớt cái xác đi và mình sử dụng thôi. Một ngày thì liều lượng để mình sử dụng đó là 1 đến 2 ly. Mình không uống quá nhiều trong một ngày nhé. Nó sẽ gây những cái tác hại mà không có lợi cho sức khỏe của mình. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến các anh chị và cô chú những cái công dụng của hoa đậu biếc. Cái công dụng đầu tiên của hoa đậu biếc đó là ngăn ngừa lão hóa sớm. Đây là cái công dụng mà vô cùng tuyệt vời, em nghĩ là vậy. Tại vì cơ thể con người mình thì cái quá trình lão hóa diễn ra rất là tự nhiên, nhưng mà trong cái loài hoa này thì nó có cái chất mà nó ngăn ngừa cái loại lão hóa sớm, làm cho cơ thể của chúng ta chậm cái quá trình lão hóa lại và tươi trẻ hơn. Cái công dụng thứ hai đó là hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Giảm cân thì có rất là nhiều cách để giảm cân, nhưng mà giảm cân lành mạnh có nghĩa là không có hại cho sức khỏe. Giảm cân mà nó vẫn tốt cho sức khỏe và mình giữ được cái thể trạng tốt nhất. Là mình uống cái trà này hàng ngày thì nó cũng có tác dụng giảm cân nha các anh chị. Cái công dụng thứ ba đó là hỗ trợ cái người mà bị huyết áp cao. Vì trong cái trà hoa đậu biếc này thì nó giúp cho mình hạ huyết áp. Nên là khi mình bị huyết áp cao, mình uống một ly trà hoa đậu biếc thì cái huyết áp của mình nó cũng sẽ ổn định, ngăn ngừa những cái biến chứng của cái bệnh huyết áp cao. Cái công dụng tiếp theo đó là đối với những cái bệnh nhân mà bị tiểu đường thì cái trà hoa đậu biếc này nó giúp cho ổn định cái đường huyết trong máu và giúp cho bệnh nhân tiểu đường hạn chế những cái biến chứng của bệnh tiểu đường nhé. Cái công dụng tiếp theo nữa đó là hỗ trợ cái hệ tim mạch ở trong cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Mình uống một ly trà hoa đậu biếc mỗi ngày thì giúp cho cái hệ tim mạch của mình khỏe mạnh hơn. Cái công dụng tiếp theo nữa đó là làm cho mắt của mình khỏe mạnh và sáng. Đây là công dụng cũng rất là hữu hiệu khi mà mình sử dụng thường xuyên cái trà hoa đậu biếc này hàng ngày. Và tiếp theo nữa đó là cái công dụng cải thiện cái sức khỏe của não bộ. Đây là một cái công dụng cũng rất là tốt. Khi mà mình uống cái trà hoa đậu biếc này thường xuyên thì mình giảm cái tình trạng mà nó đau đầu hay là nó chóng mặt. Cái công dụng cuối cùng đó là nó ngăn ngừa ung thư. Đây là một cái công dụng mà rất nhiều các chị em và các bạn quan tâm. Tại vì mình bây giờ ăn uống là mình cũng tập trung là mình tìm hiểu những cái loại thực phẩm có lợi và tốt cho sức khỏe. Nên đây cũng là một cái thực phẩm mà các anh chị em mình có thể bổ sung vào thực đơn của gia đình nhé. Bên cạnh những cái công dụng rất là tuyệt vời của hoa đậu biếc như vậy thì cũng có những cái lưu ý khi mà mình sử dụng hoa đậu biếc. Như từ đầu em đã nói, đó là cái liều lượng sử dụng thì một ngày mình chỉ sử dụng từ 3 đến 5 bông này cho một người. Có nghĩa là mình không sử dụng quá nhiều, nó sẽ mang lại những cái tác hại đối với sức khỏe. Bất cứ một loại thực phẩm nào cũng vậy các anh chị, thì mình đều phải sử dụng đúng và đủ. Mình không nên sử dụng quá nhiều nhé.
Cái thứ hai nữa là trà hoa đậu bích thì mình không nên sử dụng, hoặc là mình sử dụng có liều lượng chỉ định. Nếu mà những người, đối với những người bị huyết áp thấp, vì là những người bị huyết áp cao thì rất là có lợi, nó sẽ giúp cho huyết áp của mình ổn định và hạ. Nhưng mà nếu những người huyết áp thấp thì nó, mình uống nhiều cái trà hoa đậu bích này, nó sẽ gây cái tình trạng là chóng mặt và kiểu mất thăng bằng. Một lưu ý nữa đó là đối với trẻ em và người già thì mình cũng không nên sử dụng cái trà hoa đậu bích thường xuyên, vì nó không tốt cho những cái đối tượng này. Và một đối tượng nữa cũng lưu ý khi sử dụng trà hoa đậu bích đó là phụ nữ mang thai, và trong cái thời gian mà mình hành kinh thì mình cũng không nên uống cái trà hoa đậu bích này nhé. Bên cạnh những cái lợi ích mang lại cho sức khỏe thì khi mà mình dùng bất cứ một loại thực phẩm nào thì các anh chị và cô chú mình cũng lưu ý đến những cái vấn đề mà liều lượng sử dụng, những cái đối tượng mà không nên sử dụng. Một đối tượng không nên sử dụng nữa đó là những người mà đang sử dụng cái thuốc chống đông máu á, các anh chị, thì mình cũng không nên sử dụng cái trà hoa đậu bích này nhé. Trên đây là em đã chia sẻ một số những cái công dụng cũng như là cái lưu ý khi mình sử dụng cái hoa đậu bích trong cái đời sống hàng ngày. Còn khi mà mình sử dụng đúng thì trà hoa đậu bích là một siêu thực phẩm giúp mình mang lại những hiệu quả rất là tốt cho sức khỏe. Mà cách sử dụng thì cũng vô cùng đơn giản. Đối với trà khô hoặc tươi thì các anh chị đều có thể là mình chỉ cần pha với nước nóng thì mình đã có một ly trà rất là thơm ngon rồi. Mình có thể kết hợp cùng chanh nhé các anh chị. Chanh và thêm một chút xíu đường phèn. Nếu mà mình không muốn giảm cân thì mình có thể kết hợp với chanh và đường phèn để nó tạo cái hương vị thơm ngon hơn cho cái ly trà của mình. Video chia sẻ về công dụng cũng như là một số lưu ý khi sử dụng cái trà hoa đậu bích của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và cô chú ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị và cô chú đã lắng nghe và cùng chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.